Units of measurement. Đơn vị đo lường. Hãy cùng học nhé. Đây là gì đây? Chiều dài. Chiều dài. Tên tiếng Anh đọc là Length. Length. Đây là gì đây? Chiều rộng. Chiều rộng. Tên tiếng Anh đọc là Width. Width. Đây là gì đây? Chiều cao. Chiều cao. Tên tiếng Anh đọc là Height. Height. Đây là gì đây? Chiều sâu. Chiều sâu. Tên tiếng Anh đọc là Depth. Depth. Đây là gì đây? Cân nặng. Cân nặng. Tên tiếng Anh đọc là Weight. Weight. Đây là gì đây? Thể tích, dung tích, sức chứa. Tên tiếng Anh đọc là Capacity. Capacity. Đây là gì đây? Diện tích. Diện tích. Tên tiếng Anh đọc là Area. Area. Đây là gì đây? Đơn vị. Đơn vị. Tên tiếng Anh đọc là Unit. Unit. Đây là gì đây? Khối lượng. Khối lượng. Tên tiếng Anh đọc là Mass. Mass. Đây là gì đây? Khoảng cách. Khoảng cách. Tên tiếng Anh đọc là Distance. Distance.
Đây là gì đây? Nhiệt độ. Nhiệt độ. Tên tiếng Anh đọc là temperature. Temperature. Đây là gì đây? Tỷ trọng. Mật độ. Tên tiếng Anh đọc là density. Denseness. Đây là gì đây? Thời gian. Thời gian. Tên tiếng Anh đọc là time. Time. Đây là gì đây? Âm lượng. Âm lượng. Tên tiếng Anh đọc là volume. Volume. Đây là gì đây? Tốc độ. Tốc độ. Tên tiếng Anh đọc là speed. Speed.